Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội quyển 4. Bấy giờ Bà Nhà Bà ở trong đại chúng chỉ ý giáo việc đời việc lợi lạc rồi, liền từ tòa đứng dậy đi đến thành Vương Xá và núi Kỳ Bà quật trải tòa mà ngồi. Các chúng tỳ kheo và chư thiên long dạ xoa cả các bà Atula Kalula Khẩn Na La Ma Hầu La già vây quanh trước sau. Bấy giờ đồng tử Nguyệt Quang cùng 800 ức người và thiên long 8 bộ quỷ thần với 10 Na Do Tha các chúng Bồ Tát ở thế giới khác cầm các vòng hoa báu, hương xoa, hương bột, y phục vướng hoa, các thứ âm nhạc dựng lên dù lộng treo cấp phướng lụa ra khỏi thành Vương Xá, hướng đến núi Kỳ Xà Quật, đi đến chỗ Đức Như Lai, đồng mặt đảnh lễ dưới chân nhiễu quan nhiều lần, dùng các hương hoa y phục bảo cái tràng phan tấu các âm nhạc thiết bày sự đại cúng dường. Khi đã cúng dường xong, cúi đầu cung kính về đại hội pháp đang ngồi qua một bên. Bấy giờ đồng tử Nguyệt Quang nói như vậy: còn đối với Đức Như Lai ứng cúng trên biến tri, có điều muốn thưa hỏi, kính mong Như Lai cho phép. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo đồng tử: Như Lai ứng cúng trên biến tri, cho phép ông muốn hỏi gì cứ hỏi, điều ông hỏi sẽ đem lại lợi ích cho vô lượng chúng sinh, ta sẽ phân biệt giải thích để tâm ông được hoan hỷ. Bấy giờ đồng tử Nguyệt Quang được Phật cho phép liền bạch rằng: Đại Bồ Tát thành tựu bao nhiêu pháp mới có thể được Tam Muội tất cả pháp thể tánh bình đẳng không hỷ luận như vậy? Khi ấy Phật bảo đồng tử Nguyệt Quang: Đại Bồ Tát thành tựu bốn pháp mới có thể được Tam Muội tất cả pháp bình đẳng không hỷ luận như vậy. Những gì là bốn? Một, khéo học sự nhu nhuyễn, đồng ở an ổn, đặt đến chỗ điều phục, có thể nhẫn được sự hủy nhục, thấy pháp trừ ngã mạn, đó là pháp đầu tiên. Bồ Tát nếu có thể thành tựu như vậy thì liền có thể đạt được Tam Muội tất cả pháp thể tánh bình đẳng không hỷ luận như vậy. Hai, lại nữa đại đồng tử, đại Bồ Tát thành tựu giới thiện, giới thanh tịnh thiện đệ nhất, giới không uế trược, giới không khiếm khuyết, giới không thủng lậu, giới không xen tạp, giới vô định sắc, giới tự tại, giới không chỗ nương thể chê trách, giới không thoái lui rơi rớt, giới không nương tựa, giới không thủ trước, giới vô sở đắc, giới thánh khen ngợi, giới bậc trí khen ngợi. Lại đồng tử, đó là pháp thứ hai. Bồ Tát đại độ pháp này có thể đạt được Tam Muội tự tánh bình đẳng của tất cả các pháp không hỷ luận. Ba, lại nữa này đồng tử, đại Bồ Tát sợ ba cõi nên khởi tâm sợ hãi, vì nhàm chán ba cõi nên khởi tâm không nhiễm ô, vì không đắm trước ba cõi nên khởi tâm cấp bách, vì để giải thoát khổ ba cõi cho chúng sinh nên khởi tâm đại bi, vừa hơi đến quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác nên phát tâm đại tinh tấn. Này đồng tử, đó là pháp thứ ba. Bồ Tát thành tựu như vậy mới có thể đạt được Tam Muội tất cả pháp thể tánh bình đẳng không hỷ luận. Bốn, lại nữa này đồng tử, đại Bồ Tát cầu sự nghe nhiều không bao giờ chán, vì tôn trọng pháp nên không cầu tài lợi, vì tôn trọng trí tuệ nên không cầu tiếng tâm, tùy theo chỗ nghe rồi thọ trì đem nói rộng cho người khác hiện bày nghĩa lý ấy, vì lòng xót thương nó không vì người thân thuộc. Bồ Tát lại nghĩ như vậy: làm sao trước hết có thể khiến chúng sinh nghe pháp, thì đối với vô thượng Bồ Đề họ mới chống được không thoái chuyển. Đó là pháp thứ tư. Bồ Tát thành tựu như vậy có thể được Tam Muội tại thánh tất cả pháp bình đẳng không hỷ luận. Đồng tử nên biết pháp môn Tam Muội này được vô lượng chư Phật đã diễn thuyết, vô lượng chư Phật khen ngợi, vô lượng chư Phật hiển thị, vô lượng chư Phật tu tập. Bây giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ: ta nhớ vô số vô biên kiếp có Phật hiệu là Âm Thanh Thân, Đức Như Lai Âm Thanh Thân ấy ở đời thọ mạng 6.000 năm, tiếp theo Phật ấy lại có Phật tên Trí Tự Tại đời Mãn Yêu, Đức Trí Tự Tại chánh biến tri thọ mạng 1.200.000 tuổi, tiếp theo Phật ấy có Đức Phật Oai Đức Tự Tại thế lực lớn, Đức Phật Oai Đức Nhân Trung Tôn, thọ mạng 7.600.000 tuổi. Tiếp theo Phật ấy lại có Phật Hiệu Đại Tự Tại Trí Tự Nhiên, Đức Đại Tự Tại Thầy Trời Người, thọ mạng trọn cả 1.000.000 năm. Tiếp theo Đức Phật lại có Phật, tên Phật ấy là Phạm Thanh Sư, Đức Phật Phạm Thanh Lỗ Túc Tôn, thọ mạng trọn cả 1 ức năm. Tiếp theo Đức Phật lại có Phật, Hiệu Chúng Tự Tại Tối Thắng Ly, Đức Chúng Tự Tại Bậc Vô Tỷ, thọ mạng trọn cả 6 ức năm. Tiếp theo Đức Phật lại có Phật, tên Phật ấy là Thanh Tự Tại, Đức Thanh Tự Tại Bà Già Bà, thọ mạng trọn cả 1.000.000 năm. Tiếp theo Đức Phật lại có Phật, hiệu là Thanh Thượng Đèn Soi Đời, Đức Phật Thanh Thượng Đạo Thế Đạo Sư,
thọ mạng 1.400.000 năm. Tiếp theo Đức Phật lại có Phật hiệu Mãn Nguyệt Diện danh rộng khắp. Đức Mãn Nguyệt Diện danh rộng khắp, ở đời thọ mạng 1 ngày đêm. Tiếp theo Đức Phật lại có Phật, tên Phật ấy là Nhật Diện Mãn. Đức Phật Nhật Diện bậc vô tỷ, thọ mạng 1.800.000 năm. Tiếp theo Đức Phật lại có Phật, hiệu Phật ấy là Phạm Diện Thân. Đức Phạm Diện Thân Lưỡng Túc Tôn, thọ mạng 2.300.000 tuổi. Tiếp theo Phật ấy lại có Phật, tên Phật ấy là Phạm Bà Tẩu. Đức Phạm Bà Tẩu Thiên Nhân Sư, thọ mạng 1.800.000 tuổi. Các Phật như vậy cùng một kiếp, con số 200 Thế Đạo Sư. Nay ông nghe ta nói tên Phật, đều là bạn thân trong bao cõi. Phật Vô Hủy Thân, Phật Phổ Âm, Phật Biến Oai Đức, Phật Biến Thanh, Phật Thanh Cúng Dường, Phật Danh Thanh, Phật Thanh Thân Dũng, Thanh Thân Tịnh, Phật Trí Khởi, Trí Tri Thiện Thính, Trí Quan Ánh Tế, Trí Đẳng Khởi, Phật Trí Diễm Tụ, Phật Trí Dũng, Phật Phạm Thượng, Phạm Mạng, Phạm Thiện, Phật Thiện Phạm Thiên, Thắng Phạm Thanh, Phật Phạm Âm, Phạm Thiên, Phạm Thí, Phật Oai Lực, Oai Thủ, Thiện Oai, Phật Oai Đức Tự Tại, Khởi Oai, Phật Oai Đức Nhãn, Phật Thiện Thắng, Bố Thượng, Bố Tuệ, Thiện Khả Bố, Phật Khả Bố Diện, Phật Bố Khởi, Phật Khả Bố, Bố Thượng, Kiến Thật, Thiện Nhãn, Nguyệt Thượng, Thắng Đạo Sư, Phật Thâm Viễn Âm, Vô Biên Âm, Phật Tịnh Âm, Tự Tại Tịnh Âm, Phật Vô Lượng Âm, Thiện Hiện Thanh, Phật Ma Lực Âm, Hoài Thiện Nhãn, Phật Thiện Nhãn, Tịnh Diện, Tịnh Nhãn, Phật Vô Lượng Nhãn, Phật Phổ Nhãn, Phật Thiện Phổ Nhãn, Phật Thắng Nhãn, Phật Nhãn Ánh Tế, Phật Bất Hủy, Phật Điều Phục Thượng, Phật Điều Phục, Phật Thiện Điều Tâm, Phật Thiện Điều, Phật Tịnh Căn, Tịch Ý, Tịch Thượng, Tịch Đức, Cực Tịnh, Đáo Biện Nạn, Bậc Như Lai, Tịch Âm, Vô Thượng, Phật Trụ Biên Tịch, Thiện Điều Tâm, Phật Thiện Điều, Tịch Căn, Định Ý, Phật Tịch Thượng, Tịch Đức, Xí Thạnh, Phật Độ Tịch, Biển Ngạn, Định Dũng, Phật Chúng Nhân Đà La, Vương Chúng, Phật Chúng Tự Tại, Ánh Tế Chúng, Chúng Thắng Tịnh Trí, Đại Chúng Chủ, Phật Chúng Chủ, Chúng Kiện, Đại Chúng, Chánh Biến Tri, Thắng Chúng, Giải Thoát, Phật Kiến Pháp, Pháp Tràng, Pháp Khởi, Phật Pháp Thể, Tánh Khởi, Pháp Lực, Phật Pháp Phật, Diệu Pháp, Dũng Kiện, Phật Tự Tánh, Pháp Khởi, Quyết Định. Như Phật Tự Tánh, Pháp Khởi này, gồm có 8 ức cùng một tên, Phật này xuất hiện kiếp thứ hai. Các Như Lai này, ta từng cúng, Phật Tự Tánh, Pháp Khởi, Quyết Định. Nếu ai được nghe tên của Ngài, nghe xong thọ trì được tịnh nghiệp, thì mau đạt được tam muội này. Ta nay đã nói Vua Mâu Ni, sau Đức Phật đó có Phật khác, vô số kiếp không thể nghĩ bàn, Phật hiệu Thiện Thắng, Phật Âm Vương, Đức Thiện Thắng Vương Như Lai ấy, tòa mạng 7.600.000 năm. Hồi đầu tiên của Đức của Như Lai này, có chúng La Hán 30 ức, sáu thông ba minh căn điều phục, đủ đại oai đức bốn thần túc, thọ thân cuối cùng hết các lậu, không bị nhiễm ô bởi tám pháp. Bây giờ lại có chúng Bồ Tát, gồm có cả thảy vạn vạn ức, được sáu thần thông đủ biện tài, học không rút ráo nơi các pháp, dùng sức thần thông dạo ức cõi, lần lượt giáo hóa hơn hàng xa, hóa các Như Lai chỗ hành đạo, trở về trú nơi thế giới mình. Thông suốt tất cả Tu Đa La, du hành thế giới làm đèn sáng. Đó là Phật tử đại thần lực, vì lợi chúng sinh đi các nước, xa lìa xô uế hành phàm hạnh, không vì dục lạc tạo các ác, thường làm chư thiên được vui sướng, ở trong các cõi không nương tựa, ở chỗ nhàn hạ thường khất thực, ở nơi không tịch hành đầu đà, nghe nhiều, khéo nói, phước đức lớn, ở nơi ba cõi không đấm trước, vui nơi thiền định không sợ hãi, nơi nghĩa quyết định được biện tài, nơi nghĩa câu từ đã khéo học, chỗ hỏi Phật tử đều rốt ráo, nhiếp hộ tất cả các nghiệp thiện, nơi vô lượng kiếp tu hành xong, thường được chư Phật đều khen ngợi, diện thiết cố nghĩa đạo giải thoát, địa giới thanh tịnh không ô nhiễm, như xe trong nước không đắm trước. Ở nơi bao cõi thường nhàm chán, không bị thế pháp làm nhiễm ô, tâm ấy thanh tịnh, nghiệp thanh tịnh, ít muốn biết đủ đầy oai đức, đầy oai nghi. Tương lai an trụ trong thánh đức, cũng trụ ba minh đạo thù thắng,
Công phải tu hành, không phải nói, tự an trụ pháp vì người nói. Vì các Như Lai khéo nhiếp thọ, giao phó tất cả tạng Phật Pháp. Ở trong ba cõi sinh sợ hãi, dùng tâm tịch tỉnh, thường tu định, thường được gia hộ bởi chư Phật, nói ngàn ức loại Tu Đa La. Nếu nói ức loại Tu Đa La, xa lìa tất cả thế gian giáo, tin nơi không tịch nói nghĩa sâu, tiếng tâm vô lượng đức như biển. Đồng tử ta ở vô lượng kiếp, thường khen ngợi họ không gián đoạn. Nay ta chỉ nói một phần nhỏ, giống như giọt nước trong biển cả. Khi ấy Phật thiện thắng âm vương, nói định tối thắng tịch diệt này. Lúc đó cõi tam thiên đại thiên, chư thiên và người đều đông đủ. Khi Đức Phật nói tịch định này, lúc đó đại địa sáu chấn động, số chúng trời người như hàng xa, an trụ không thoái đạo Bồ Đề. Có nhân trung tôn vương tối thượng, hiệu công đức lực đại oai thần, có cả thảy 500 người con, nhan mạo đoan chánh rất đẹp đẽ. Có 8 ức phu nhân mỹ diệu, đều là quyến thuộc trong cung vua. Vua công đức ấy sinh con gái, cả thảy 1.400 ức. Vua ấy ngày 15 tháng 8, liền muốn thọ trì bát trai giới, cùng với 8 ức na do người, đồng thời đi đến chỗ Như Lai. Cúi lạy lưỡng túc tôn vô thượng, liền ở trước Phật ngồi một bên. Như Lai biết tâm vua ưa thích, ngài liền nói thắng tam muội này. Đức vua nghe xong tam muội ấy, vứt bỏ ngôi vua như nhổ dải, cùng bỏ tất cả người thân ái, ở chỗ Đức Phật mà xuất gia. Phu nhân hậu cung con thuận thảo, và các cung nữ đều xuất gia, quyến thuộc hậu cung và thân tộc, 76 vạn na do tha. Vợ con đức vua đã xuất gia, an trụ chủng mãnh thường tinh tấn, kinh hành không nghỉ tròn 8 năm. Trong khi kinh hành thì mạng chung, đại thánh vương này mạng chung rồi, sinh lại nước mình nơi cung vua, bỗng nhiên hóa sinh không thai nhiễm, bấy giờ Như Lai còn tại thế. Vua cha tên là Kiên Cố Lực, mẹ vua tên là Đại Trí Tuệ. Nhà vua sinh rồi thưa phụ mẫu, Phật thắng âm vương trụ thế chăng? Khi ấy Như Lai thắng âm vương, từng nói cho ta thắng tam muội, chẳng phải nhân duyên chẳng vô duyên, ở trong các cõi chỉ nói một, là ấn khởi tánh tất cả pháp, nói ra vạn ức Tu Đa La, tài sản vô thượng của Bồ Tát. Nay Phật vẫn nói tam muội chăng? Thuyết pháp không hoại nơi nhân quả, hay tu tám thánh đạo tối thắng, trí tuệ Như Lai thấy thế gian, rồi biết các pháp nhập thánh đế. Thân nghiệp khẩu nghiệp đều thanh tịnh, ý nghiệp thanh tịnh tri kiến tịnh, vượt qua tất cả các phan chuyên, Phật ấy vẫn nói tam muội chân, hay biết các ấm giới bình đẳng, xa lìa tất cả tướng các nhập, chứng nơi nhẫn tịch diệt vô sinh, Phật này vẫn nói tam muội chân, biện tài vô ngại nhập tịnh trí, thấu hiểu văn tự trí sai biệt, có thể vượt lên các chấp trước, Phật ấy vẫn nói tam muội chân, biết các âm thanh được hân hoan. Gặp chư Phật rồi vui khôn xiết, được con đường thánh thẳng nhu chuyến, Phật vẫn nói tam muội này chân, không khởi sân hận thường thuận hòa, nói lời hay đẹp luôn mỉm cười, thấy các chúng sinh trước an ủi. Phật vẫn nói tam muội này chân, cung kính tôn trưởng không dại đại, là bái cúng dường mãi chiêm ngưỡng, thân mình thanh tịnh trụ bạch pháp, pháp vương vẫn nói tam muội chân. Nơi các bạch pháp thường không chán, sống nơi không nhàn lìa tà mạng, nhớ nghĩ các địa không quên mất, pháp vương vẫn nói tam muội chân. Nơi ấm trí thiện xảo thần thông, xa lìa phiền não bậc điều phục, hay đoạn phàm phu nói lời đạo, pháp vương vẫn nói tam muội chân. Thường hay siêng tu các thánh hạnh, xa lìa phạm giới biết trì phạm, và lìa tất cả các ái thân, pháp vương vẫn nói tam muội chân. Vượt qua tất cả các hữu sinh, biết kiếp trước lìa các nghi, trong lòng kính pháp nghe tổng trì, nay Phật vẫn nói tam muội chân. Pháp sinh thắng trí tuệ lợi lạc, tinh thích bất động như núi chúa, được môn tổng trì không thoái chuyển, thế thân vẫn nói tam muội chân. Thường cầu tất cả pháp bạch tịnh, ở trong ác pháp thường xa lìa, tâm không nhu dập bạn phiền não, Như Lai vẫn nói pháp này chân. Các học cứu cánh được tự tại, nơi các thiền định đã cùng tột, trí tuệ hay khiến tinh hoan hỷ, Mâu Ni vẫn còn thuyết pháp chân. Tăng trưởng trí thắng trí sinh trí, trí tuệ vô lượng trí bình đẳng, trí tùy sinh biết nơi các thú, vua Mâu Ni thuyết thắng pháp này. Tĩnh tâm xuất gia bỏ thế tục, không đắm ba cõi không nương tựa, điều phục tâm mình khiến hân hoan,
là Phật nói thắng Bồ Đề này, ở trong các pháp không chấp trước, thường hay thọ trì tất cả pháp, nơi các nghiệp quả tinh bất động, Thế Tôn tối thắng nói pháp này, trí quả báo, giới luật trì phạm, diệt trừ tất cả các tranh luận, hay nói không trái, không tranh cãi, Mâu Ni Lưỡng Túc nói pháp này, thọ trì nhẫn nhục không sân hận, thiện xảo nơi các sự hỏi đáp, trí sai biệt biết các pháp cú, Thế Tôn Đại Bi nói pháp này, biết ngăn mé quá khứ vị lai, hay biết tánh Phật pháp ba đời, trí phần đoạn biết được ba đời, Thế Tôn tự nhiên nói pháp này, thường hay trụ tâm vào một chỗ, thường hay an thân nơi thánh địa, nơi các oai nghi thường không đổi, nhân trung ngưu vương nói pháp này, có hổ có thiện tự trang nghiêm, biết được thế gian đúng thời nói, tất cả thường duỗi tay bố thí, thế thân vô thượng nói pháp này, thường hay nhiếp tâm có hổ thẹn, cũng luôn xa lìa ác bất thiện, Đầu Đà tùy thuận thường khất thực, Bậc Mâu Ni Vương nói thắng pháp, tâm thường hổ thẹn thường hân hoan, cúng dường Thế Tôn hằng cung kính, xa lìa kiêu mạn tu lễ bái, Như Lai nói pháp thắng diệu này, ngăn tâm hạ liệt khiến an nhàn, tự hay đo lường ngàn mé trí, xa lìa vô tri các chướng ngại, thắng nhân như vậy nói pháp này, hay nhập tâm trí ngôn ngữ trí, quyết định hay biết các ngôn từ, xa lìa tất cả việc không lợi, Như Lai Pháp Vương nói pháp này, thường được thân cận thiện tri thức, xa lìa tất cả người bất thiện, thường được tinh Phật không phóng dật, Mâu Ni nói pháp vô thượng này, biết đời giả danh chỉ ngôn thuyết, thường chán tất cả khổ thế gian, với lợi được mất không mừng lo, Mâu Ni nói pháp tối thắng này, nếu được cung kính không tự cao, không được cung kính tâm buông xả, nếu được xưng tán tâm không mừng, là Thế Gian Sư nói pháp này, thường bỏ tất cả các ác đạo, không giao thông với người thế tục, nơi chúng xuất gia không liên can, bậc trí tự nhiên nói pháp này, người dũng xa lìa chỗ làm sai, thường an trụ nơi việc Phật làm, đầy đủ oai nghi tâm điều phục, đó là bốn, đó là gốc pháp Phật đã nói, thường xa tất cả pháp phàm phu, cũng lìa các pháp nhà ô uế, thường hộ tất cả pháp các Phật pháp. Pháp này được nói bởi đại trí, ít nói tốt đẹp khéo tương ưng, đối với người thường nói nhỏ nhẹ, như pháp hàng phục các oán địch, mặt trời giáp pháp đại trí tuệ, biết thời tiết lượng việc ăn uống, cẩn thận chớ tin pháp phàm phu, nếu gặp duyên khổ tâm không buồn, là giáo pháp thiện thắng của Như Lai. Nếu thấy người tham được của cải, thấy người phá giới khởi lòng thương, dùng lòng từ mẫn để khai hóa, đó là thắng pháp Như Lai dạy. Thường dùng pháp nhiếp hóa chúng sinh và bỏ tất cả các tài sản đối với tám pháp không chối nhóm. Như Lai Đại Thánh đã dạy vậy, khen người trì giới trách phá giới, kiên trì tịnh giới không dối trá, không chứa của cải thường xả bỏ, là giáo pháp tối thắng Như Lai. Hết lòng thưa hỏi các sư trưởng, tùy theo lời dạy đều làm theo, thường hay thân cận các pháp sư, giáo pháp tối thắng Như Lai vậy. Tâm thường ưa thích hằng cung kính, cũng thường an trụ nơi chánh kiến, nơi các nghiệp thiện hay quyết định, giáo pháp tối thắng Như Lai vậy. Tạo các thiện hành là trên hết, phương tiện thiện xảo vứt bỏ tướng, xa lìa nơi tưởng và việc tưởng, giáo pháp vô thượng của Như Lai. Với Tu Đà La hay rõ biết, cố nghĩa chân thật khéo tu học, chứng trí giải thoát thường thiện xảo là tối thắng giáo của Như Lai. Mở miệng nói ra lời chánh ngữ, tâm cảnh tương xưng lời quyết định, tuyên nói điều gì không nghi ngờ là tối thắng giáo của Như Lai. Thường nên tu tập các pháp không, an trụ sức giới không sợ hãi, du hành tất cả nơi tịch định là tối thắng giáo của Như Lai. Không cầu thân ái và lợi dưỡng, trong lòng không có các quanh co, xa lìa tất cả các ác kiến là tối thắng giáo của Như Lai. Nơi Đà La Ni được thắng biện, trí tuệ chiếu sáng rộng vô biên, thuyết pháp không dứt biện tài tịnh là tối thắng giáo của Như Lai. Để bốn pháp môn tụ tập lâu, hay nhập vào hạnh tối hiền thiện, với lời Phật dạy vân tu hành là tối thắng giáo của Như Lai. Nơi lời Phật dạy tùy thuận nhẫn, an trụ nhẫn ấy lìa các lỗi, xa lìa phi trí nơi trụ nơi trí, là tối thắng giáo của Như Lai.
Nhờ trí trụ nơi phương tiện địa, tu tập hạnh thiện xảo Bồ Tát, làm chỗ tu hành của trượng phu, là tối thắng giáo của chư Phật. Thường lìa phương tiện không đúng pháp, Như Lai nói đó là Phật địa, nếu có trí tuệ Phật tùy hỷ, là tối thắng giáo của Như Lai. Phật địa rộng lớn chẳng hai thừa, phàm phu không trí sinh hủy bán, người trí được chư Phật nhiếp thọ, là tối thắng giáo của Như Lai. Như Lai khéo biết pháp môn này, chư thiên cung kính nên cúng dường, ức ngàn ngàn ức phạm chúng thường tùy hỷ. Như Lai vẫn nói tam muội chăng, vô lượng trời trồng thường lễ bái, khẩn na kim xí thường tán thán, dưới cây bồ đề đã chứng đắc. Như Lai vẫn nói tam muội chăng, thường vì chỗ người trí mong cầu chính là tài sản thiện thắng pháp, chẳng phải tài thế vui bậc nhất. Như Lai vẫn nói tam muội chăng, kho tàng trí tuệ không nói không cùng, có thể nói ức kinh vi diệu, khe biết bao cõi trí như thật. Như Lai vẫn nói tam muội chăng, nói về thuyền bè qua bờ kia, không bị bốn dòng làm trôi nổi, khiến cho tiếng tâm được tăng trưởng, cho nên nói định tam muội này. Tán thán 10 loại lực tối thắng, vài khen nhân trung đại ngư vương, công đức Bồ Tát nhiều vô tận, chính nhờ được tam muội này vậy. Nói về tâm từ trừ sân hận, làm người đại bi đại hỷ xả, nơi bậc đại thừa được sức sống, chính nhờ nói tam muội này vậy. Làm sư tử hống nói thắng hạnh, đó là trí Phật thắng A Hàm, ấy ấn thể tánh tất cả các pháp. Tam muội như vậy Phật đã nói, chiêu tập trí nhất thiết chủng trí là khu vườn người cầu Bồ Đề, nó hay phá hoại chúng ma quân, gọi là Phật nói định thắng tịch, hay sinh công đức của chánh giác, là ấn tự tánh tất cả pháp, ấn diệu pháp vô sinh tịch diệt. Đạo sư đã nói thắng tam muội, giới người trụ pháp làm đèn sáng, ở trong oán thù mà không thù, như như pháp hàng phục các ma quân. Đạo sư nói thắng tam muội này hiển thị sự biện tài vô ngại, các lực giải thoát và các căn 18 pháp bất cộng tối thắng, do tam muội ấy được pháp này, còn mong thập pháp bậc thập lực, bản nhân thắng trí của chư Phật. Phật đại trượng phu đã thuyết pháp vì xuất thương cứu hộ thế gian, Phật tử tối thắng đã nhiếp thọ, người cầu giải thoát còn dục lạc, nghe tịch tỉnh này khó thấy định, là điều yêu thích các Phật tử. Các Phật đầy đủ sự trí tuệ Bồ Tát khởi tâm cầu, trong tâm thanh tịnh không phiền não, nên tu định tịch diệt như vậy, thân nghiệp thanh tịnh miệng cũng vậy. Như Lai chỉ bày cửa giải thoát, không có tạp uế ái dục trói, cần phải siêng tu tam muội này, không sinh tâm ái và sân nhuế, mau chóng đạt được đại trí tuệ, hay khỏi ánh sáng diệt vô minh, cho nên phải tu định tịch diệt. Người cầu giải thoát được viên mãn, người cầu tam muội liền đạt được, lìa sự khen chê mắt Như Lai, cần phải tu tập tam muội này, thần thông du hành nhiều cõi Phật, thân túc thấy công đức chư Phật Đà La Ni môn được không khó, cần tu định thắng tịch như vậy. Gia trì niệm căn được Bồ Đề, cũng hay gia trì thấy nhiều Phật, dùng trí vi tế nói vô sinh, tu tam muội này được không khó, hành không đúng pháp khó giác ngộ, nhờ xa lìa tất cả văn tự, không dùng âm thanh mà hiểu rõ, không từng nghe định nên không biết, trí tuệ Bồ Tát đã hiểu rõ, như Pháp Vương nói mà hay biết, tịch diệt không hủy đo lường được, chỉ vì cứu độ thế gian vậy, dũng mãnh tinh tấn khéo gìn giữ, kiên cố hộ niệm hằng không mất, trí tuệ dứt khổ và diệt trí. Phật vẫn nói tam muội này chăng, diễn thuyết tất cả pháp không sinh, cùng nói tất cả các cõi sinh, chư Phật Như Lai diệu trí tuệ, Phật vẫn nói tam muội này chăng, pháp này đồng tử đã hiển thị, 80 ức ngàn na do tha, được âm thanh nhẫn thắng tùy thuận, không thoái chuyển nơi thắng Bồ Đề. Vua Kiên có lực bảo con rằng, Đức Phật Thế Tôn nay vẫn còn. Vua hỏi đồng tử như thế này, con ở chỗ nào nghe pháp này? Con thưa lắng nghe Sát Lợi Vương, con từng gặp được 10 ức Phật, cứ trong mỗi cướp kiếp đều cúng dường, thưa hỏi đầy đủ tịch định này, đã qua 194 kiếp. Thường được hiểu rõ trí túc mạng, từ đó không sinh trong bào thai, chính nhờ tu sức tam muội này, ở chỗ Đức Phật hằng nghe pháp, nghe rồi thâm tín mà tu tập, con thường tinh kiên cố như vậy, chứng đắc
bồ chắc chứng bồ đề quyết không nghi. Khi thọ trì đọc tụng tam muội, đã có người đến hỏi với con: cho đến trong mộng không nghi hoặc, cần phải thành tựu đạo vô thượng. Con nhờ đó được không tham ái, tự biết quyết định sẽ thành Phật, cũng thường sinh ưa thích như vậy. Không biết khi nào được bồ đề, vì học thọ trì thắng tam muội, nếu có tỳ kheo dạy cho con xin cung kính với người đó, cũng như cung kính với chư Phật. Người kia dạy con một bài kệ: khi tu hành thuận nhẫn Bồ Tát, lòng thành chiêm ngưỡng như thầy hay, khiêm hạ cung kính mà cúng dường, chỗ tỳ kheo trung niên già trẻ, hổ thẹn khiêm hạ sinh cung kính nơi ấy được danh xưng, đời sau phước đức đang tăng trưởng. Với chuyện tranh cãi không ưa thích, lúc đó con an trụ thiệu sự, đã biết ác nghiệp sinh ác đạo, biết được thiện nghiệp sinh thiện đạo, không nên nói pháp kẻ phóng dật. Với họ nghe toàn lời thô bỉ, cũng tự suy tư nghiệp ác mình, đã tạo nghiệp rồi không hề mất. Lúc đó con không sân không mạng. Phật nói nhẫn lực siêng tu hành, chư Phật luôn luôn khen sự nhẫn, tu nhẫn dễ được đạo Bồ Đề. Con vốn trì giới luôn thanh tịnh, cũng khiến chúng sinh trụ tịnh giới, luôn luôn tán thán giới tối thượng, do sống tịnh giới người tính thọ, luôn luôn khen ngợi chỗ nhàn tịnh, cũng tự an trụ trì tịnh giới, khuyên người tu hành tám trai giới, cũng lại dạy người học Bồ Đề, khuyên người tu tập tịnh phạm hạnh, cũng là dạy họ trụ nghĩa pháp, vì họ hiển bày đạo Bồ Đề sau khi mạng chung thấy nhiều Phật. Con nhớ khi ở kiếp quá khứ có Phật hiệu là Diệu Thanh Nhân, trước Đức Phật ấy phát nguyện lớn, hằng trụ sức nhẫn không lay động. Khi xưa phát thề sâu như vậy, trải qua 8 ức 4 vạn năm, khi ma hủy bán đến ma nhục, tâm con như trước không biến động. Bây giờ hàng phục ma quân xong, biết sức từ nhẫn con kiên cố, đem tâm thanh tịnh lại dưới chân, nằm trong chốn phát tâm Bồ Đề. Thời quá khứ con không keo kiệt, luôn luôn tán thán hạnh bố thí, giàu có của cải có tiếng tâm, gặp thời đói kém làm thí chủ, đã có tỳ kheo trì định này, có thể tu tập nói cho người, liền tự thường hằng cúng dường họ, nhờ có tâm này khiến thành Phật. Lúc con có nghiệp vô thượng ấy, thấy Phật Thế Tôn, dân Trung Tôn, đời đời thường thọ giới cụ túc, được làm tỳ kheo nghe Pháp Sư, con thường thích tu hành đầu đà, cùng ở rừng lang nhã không tịch, không vì ăn uống mà dối láo, được một phần nhỏ đều thấy đủ. Mọi lúc con không hề ganh ghét, con thường không đắm trước tài gia, không đắm trước nhà, không ganh ghét, ưa thích nhàn tịnh không thoái lui. Lúc đó con luôn hành hạnh từ, nếu bị chửi mắng không sân hận, dùng tâm từ bi khéo điều phục, vòng hoa chánh tiếng khắp mười phương, thường tập thiểu dục mà tri túc, thích sự khổ hạnh tu nhàn tịnh, cũng thường khất thực không tịnh mỏi, thệ nguyện kiên cố không lay động, tập hành tính tâm thường thanh tịnh, ở chỗ Như Lai tính tăng thượng. Bởi nhờ tinh Phật có lợi lạc, các căn không khuyết thường đoan chánh, như điều Phật nói liền thực hành, thành tựu hạnh kiên cố như vậy. Hạnh kiên cố này có lợi gì? Chư thiên cúng dường vui khuyến thỉnh. Con đã nói công đức diễn thuyết, thường đức thế gian và đức khác, nếu có người trí nên tu học, làm người hành đạo cầu Bồ Đề. Để con hằng nhớ hạnh khó làm, mà thuở xưa kia thường tu tập, nếu nay diễn thuyết thời gian lâu, cùng họ theo đến chỗ Đức Phật, Bồ Tát Thắng Trí đạt lợi này, đạt được đầy đủ 5 thần thông, nhờ sức thần túc đến chỗ Phật, cùng phạm thiên vương cả ngàn vạn, vua kiên cố lực tâm hoan hỷ, cùng các quyến thuộc ức vạn chúng, đồng đi đến chỗ Đức Như Lai, đảnh lễ dưới chân đứng trước Phật. Khi Phật biết tâm vua hoan hỷ, liền nói cho vua tam muội này. Đức vua nghe tam muội này xong, vứt bỏ ngôi vua mà xuất gia. Vua đã xuất gia với định này, thọ trì đọc tụng nói cho người, mãi về sau hơn 60 kiếp, thành Phật hiệu là Liên Hoa Thượng. Vua có 600 ức quý thuộc, đồng lúc theo vua đến chỗ Phật. Họ nghe thắng tam muội như vậy, vui mừng vô hạn cũng xuất gia. Họ xuất gia rồi với định này, thọ trì đọc tụng nói cho người, hơn 60 na do tha kiếp, cùng trong một kiếp đều thành Phật. Phật hiệu Thiện Điều Phục Trí Thượng, vô lượng người trời cùng cúng dường. Mỗi một Đức Phật tiếng tâm lớn, độ thác chúng sinh hằng hà sa,
vô kiên cố lực là thân ta. Tu hành hạnh bồ đề thắng diệu, thuở xưa ta có 500 con, bọn họ sau này làm hộ pháp. Đôi ngàn ức kiếp ta như vậy, dũng mãnh tinh tấn lìa giả đãi, chuyên tâm cầu thắng tam muội này, chính là vô thượng bồ đề vậy. Đồng tử, nếu có các bồ tát muốn đạt được định như thắng định này, tinh tấn dũng mãnh không tiếc mạng, cần phải học ta siêng tinh tấn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội quyển 4. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Ủa?